Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn bạn Ngọc Mai. Bạn chọn kinh doanh một cái ngành cũng rất là đặc biệt, đó là dây và chỉ thả diều rồi dây quắn rồi, nó rất là hay. Thì bây giờ em giới thiệu về em một chút xíu để cho mọi người biết em tên gì và em kinh doanh cái gì. Chào thầy và tất cả các bạn, thì cảm ơn thầy đã cho em cơ hội để kết nối với tất cả các bạn. Thì mình tên là Trương Ngọc Mai. Hiện tại mình đang kinh doanh các sản phẩm về chỉ polyester và chỉ ni lông dùng để thả diều, xây dựng và may bao jumbo và sản xuất một số vật dụng về dây che mắt, quần áo. Hồi giờ là rất là nhiều bạn đến Bi để học kinh doanh, làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Thì lần đầu tiên mình mới gặp một bạn là đi kinh doanh dây chỉ. Vậy thì bạn cho mình biết là cái cơ duyên nào, hoặc là cái nguyên nhân nào, hoặc là tại sao bạn lại đi chọn kinh doanh cái dây chỉ như vậy? Thì thiệt ra là từ lúc mà học cấp 2, cấp 3 là mẹ em, trong gia đình em thì luôn định hình, luôn muốn em là ra sau này sẽ là kinh doanh. Ra là thấy kinh doanh, không có đi làm thuê. Nên là em quyết định chọn vào trường đại học kinh tế thay vì mấy bạn cũng rủ em học vào trường y. Em học vào kinh tế. Được ba mẹ định hình trước. Dạ. Thì ra trường em cũng đi làm, em học về ngành marketing. Nhưng mà vì em muốn sau này kinh doanh thì em sẽ chọn ngành sale để hỗ trợ cho mình. Học xong một khoảng thời gian thì em không biết là mình phải kinh doanh cái sản phẩm gì. Rồi em thấy anh mình sản xuất sản phẩm. Đây là sản phẩm của anh mình sản xuất tại nhà. Tất cả những cái sản phẩm này cái mình thấy, ủa tại sao anh mình sản xuất, mình đã có sẵn nguồn rồi, có nhiều thứ đó rồi mà mình lại không tiếp tục làm để phát triển nó lên. Nên là em chọn cái sản phẩm chỉ, mặc dù nó hơi lạ so với sản phẩm khởi nghiệp. Vậy thì từ lúc mà em chọn chỉ em làm á, thì ở đây xong mình thấy nó rất là nhiều loại, em có thể chỉ từng loại cho mọi người biết không? Mình thấy nhiều loại, cái này là cái gì, còn cái này là gì, cái này là gì, cái này là gì? Cái này và cái này là dây chỉ polyester M, hàng M, bên đây là hàng bóng. Hàng M với hàng bóng nó khác nhau cái gì? Khác nhau về công dụng sử dụng. Ví dụ em nói về như hàng M thì nó sẽ dùng cho dây nhợ xây dựng, là chủ yếu là dùng, hiện tại mình đang bán cho xây dựng rất là nhiều. Xây dựng họ làm gì? Căng tường, căng lên để xây dách tường. Căng cho nó thẳng rồi. Đúng rồi, căng ngang, căng dọc. Còn ngoài ra thì vào mùa diều thì mình sẽ kinh doanh thêm, là làm thêm cái sản phẩm về thả diều. Người ta vẫn có dùng, có thể sản phẩm cũ này để thả diều, nhưng mà sau này mình sản xuất thêm cái hàng tay cầm cho nó bé sử dụng dễ hơn. Còn về hàng bóng á, thì nó sẽ bền hơn, chắc hơn, vì vậy là sẽ chỉ nhỏ thì dùng để may bao jumbo, may bạc, may lưới là mùng cá, nhiều lắm, nhiều công dụng lắm. Còn hàng lớn thì dùng để sản xuất dây túi rút nhỏ bằng giấy, túi dụng xài một lần, dùng để sản xuất mát gắn quần áo, mát gắn mặt ông bằng chỉ. Nhiều quá hả? Còn cái màu đen là làm gì? Màu đen này thì cũng may, dùng cho may lưới đen thôi, để làm lưới, lưới chăn chim mà tàng hình đó, dùng chỉ may, chỉ đen, hoặc là dùng mát quán quần áo cũng người ta cũng xài màu đen. Hay ha. Vậy thì khách hàng của bạn hiện tại là có toàn quốc không, hay là chỉ ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh? Khách hàng của em hiện tại nhiều nhất đó là miền Tây. Miền Tây, làm sao họ biết đến em? Qua kênh online. Qua kênh online, cụ thể là những cái kênh nào mà người ta tìm ra em? Hiện tại thì em đang có hai website, là website chuyên dây chỉ.com thì em chia sẻ về những cái sản phẩm này, về dây nhợ xây dựng, dây thả diều, dây che mắt quần áo. Bạn nói cái tên website để cho mọi người. Chuyên dây chỉ.com. Ngoài ra thì có một cái website cá nhân của mình là truongocmai.com. truongocmai.com. Từ cái lúc mà chọn mà kinh doanh cái sản phẩm này, bạn thấy nó có thú vị không? Bạn có yêu nó không? Bạn có thích không? Dạ thích thầy. Thích thì sao kể? Ban đầu thì gia đình em sản xuất là chỉ nhận gia công thôi. Tức là khách đặt đơn hàng như thế nào rồi mình sản xuất ra rồi mình giao, chứ mình cũng không coi rồi khách sẽ bán lại, mình cũng không biết là khách dùng cái gì ngoài cái thả diều với dây nhợ xây dựng thôi. Sau khi em bán ra xong rồi, có những khách hàng điện em làm kênh online thì sẽ nhiều khách gọi đến hơn, và khách gọi đến thì sẽ biết được
nhiều công dụng mà em không ngờ là sản phẩm của mình là đem đến nhiều công dụng như vậy luôn. Sẵn nhờ khách hàng chỉ cho mình biết. Dạ đúng rồi. Hay ha. Dạ. Vậy thì cái lúc mà em ra kinh doanh cho tới giờ em có gặp những khó khăn nào? Dạ khó khăn là do cái sản phẩm này thì anh em sang làm nên là em không có biết nhiều gì về từ chất liệu, số chỉ thì người ta dạng chỉ lắm, từ số 3 tới số 21. Em chưa hiện thuộc biết về sản phẩm nhiều. Đó là những cái khó khăn lúc ngày đầu. Dạ. Thì sau khi làm một thời gian thì em biết nhiều sản phẩm hơn. Có khó khăn nữa là cái khách hàng sĩ á, thường á thì người ta không có search Google nhiều do cái sản phẩm này, chỉ là cái sản phẩm nhỏ trong cái một cửa hàng bán vật liệu xây dựng của người ta thôi. Nên là người ta mua theo máu quen rồi. Cái kênh người ta thường mua theo kênh offline quen rồi, người ta không có tìm tới kênh online cái sản phẩm nhỏ như thế này. Đó là những cái khó khăn. Dạ. Nó có cái lúc nào mà nó có khó khăn nào mà bạn nghĩ là bạn sẽ bỏ cuộc không? Không à? Dạ, quyết đi là phải đi cho hết. Quyết đi là đi cho hết. Dạ. Vậy thì em thấy là với một cái người nữ mà đi ra kinh doanh như vậy thì em thấy nó có những cái bất lợi không? Hay là em thấy nó có lợi thế không? Bất lợi thì đối với em hiện tại bây giờ thì chưa có bất lợi, do em không phải vướng bận về gia đình hay là chồng con gì hết. Còn về lợi thế thì khách hàng không biết sao khách hàng gặp gọi tới em thì rất là thích. Không biết là do em tư vấn ngọt ngào hay sao. Nam và nữ đều có. Nam và nữ đều thích. Vậy thì có cái khách hàng nào mà làm cho em cảm động và em muốn gửi cái thông điệp gì cho khách hàng không? Dạ, khách hàng em thì chuyên về bán về số lượng lớn và sỉ. Em rất ít bán lẻ. Tại vì bán lẻ chi phí cho khách hàng rất là nhiều. Nhiều khi tiền ship còn nhiều hơn cả tiền hàng luôn. Nhưng mà có một khách hàng gọi em là: em ơi em có bán lẻ không? Em bán giùm anh. Anh đang cho tụi nhỏ chơi hải diều, muốn có tuổi thơ cho tụi mấy bé. Em nên là em ship tới nhà cho anh đó luôn. Tại vì do cái cách anh nói chuyện. Dạ đúng rồi. Nói chuyện rất là dễ thương. Vậy thì bây giờ mọi người muốn liên hệ với em thì mọi người liên hệ em như thế nào? Bằng kênh nào, cách nào để mọi người liên hệ với em? Hiện tại thì website như hồi nãy mình có nói là có chuyên gia chỉ.com và truongocmai.com. Còn về fanpage thì có fanpage là chuyên gia chỉ. Còn mọi người có thể kết bạn với mình qua Zalo, Viber, Skype, số điện thoại 0938 277 422. Tên là Ngọc Mai. Cảm ơn các bạn giới thiệu với các bạn. Bạn Ngọc Mai, kinh doanh về chỉ. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn liên hệ với Ngọc Mai. Sẽ gặp các bạn vào những đoạn video sau. Bye bye các bạn.